X51 Story mến chào quý thính giả. Người La Mã không thể tưởng tượng nổi là vòng nguyệt quế của người chiến thắng lại được đội lên đầu hoàng đế Augustus. Khi ông mới bước chân vào đời, tuổi chưa đầy 19, vừa thiếu thiên tài quân sự, lại hoàn toàn không có kinh nghiệm về chiến tranh. Ngay đến một tấm thân khỏe mạnh của một con người bình thường, vị hoàng đế này cũng không có. Thế mà sau khi trải qua hơn 10 năm, Augustus đã gắng sức dựa vào tấm thân yếu đuối của mình để tranh tài với tất cả đối phương, thống nhất được cả khu vực Địa Trung Hải, và đặt một dấu chấm hết cho cuộc nội chiến của La Mã kéo dài gần 10 năm. Augustus không có tài hùng biện như một số nhà chính trị kiệt xuất tại phương Tây, không có tư tưởng sáng chói, những lý luận hùng hồn và phong phú. Thế nhưng ông lại có thể hội tụ tất cả những lãnh thổ của các quốc gia có sự khác biệt nhau rất xa về phong tục tập quán, về truyền thống, để khai sáng một thời gian thịnh trị kéo dài hơn 200 năm. Augustus từng không từ bỏ một thủ đoạn nào để tranh đoạt cho được quyền lực tối cao, đã miệt thị tất cả, nhưng đến khi nắm được đại quyền vào tay mình, đến khi trở thành vị chủ nhân chân chính của thế giới, thì ông bỗng nhiên bao dung đại độ, giản dị cần mẫn, nghiễm nhiên trở thành người mẫu mực về mặt đạo đức, và là hóa thân của chính nghĩa. Rất nhiều vị tiền bối của Augustus sau khi trở thành nhà thống trị tối cao có quyền lực to lớn, thì bị mọi người nguyền rủa, thậm chí không thể bảo vệ được tính mệnh, trong khi ông lại được mọi người tôn sùng và ban cho một danh hiệu trìu mến là người cha của tổ quốc. Ông chính là người đã xây dựng ra đế quốc La Mã thống trị thế giới phương Tây suốt 500 năm, hoàng đế Augustus. Augustus nguyên có tên là Gaius Octavius, chào đời vào ngày 23 tháng 9 năm 63 trước công nguyên. Có một câu chuyện kể, bảo bà mẹ của Gaius Octavius là Atia, một lần nọ đến cúng tại đền thờ thần Apollo, thần mặt trời trong thần thoại của người Hy Lạp, có khả năng tiên đoán mọi việc. Khi cúng xong, bà bất giác nằm ngủ quên trong điện thờ, và nằm mộng thấy một con rắn bò đến cạnh, sau một lúc thì nó lại bò đi. Khi thức giấc, bà phát hiện trên người có dấu vết hình một con rắn ngũ sắc, dù cố xóa đi cũng không được. 10 tháng sau thì Octavius chào đời, và do đó ông được xem là con trai của thần Apollo. Trước khi hạ sinh Octavius, bà Atia lại có lần nằm mộng thấy nội tạng của bà bị mang lên những vì sao ở trên trời và được phân bố khắp các lục địa và biển cả. Câu chuyện này có phần giống với câu chuyện ghi chép trong sách Sử Ký ở Trung Quốc về việc ra đời của vua Hán Cao Tổ Lưu Bang, tất nhiên là không đáng tin. Nó được viết ra với ý đồ chính trị nhằm thần thánh hóa một vương triều thế tục. Trên thực tế, Octavius đã chào đời tại một địa phương có tên là Velice, nay là Velicai ở Italy, trong một gia tộc không phải có tiếng tăm lắm. Ông nội của ông từng làm nghề đổi tiền, một nghề bị xem là hèn hạ ở La Mã, nhờ đó mà khá lên. Cha ông, cũng có tên là Gaius Octavius, là người đã nâng địa vị nhà ông lên tầng lớp tối cao trong xã hội. Nhưng Octavius không thừa hưởng được một số vốn liếng nào về mặt chính trị do cha ông để lại, vì năm ông vừa 4 tuổi thì cha ông đã qua đời. Kể từ đó, ông được người cha kế nuôi dưỡng. Trước khi trưởng thành, ông chỉ có dịp xuất hiện trước công chúng có một lần, đó là năm 12 tuổi. Ông đứng ra đọc bài điếu văn cho bà ngoại trong buổi tang lễ. Năm 43 trước công nguyên, Julius Caesar bị ám sát, và theo di chúc của ông, người cháu Octavius, còn có tên gọi khác là Octavian, được chọn là người thừa kế. Octavian chiến đấu để báo thù cho Caesar, và đến năm 31 trước công nguyên, ông đã đánh bại Antony và Cleopatra trong trận Actium. Từ đó ông chính thức trở thành người cai trị đế chế La Mã cổ đại. Sau ngày lên ngôi, Octavian khôn khéo đổi tên mình thành Augustus và bước đầu thiết lập chế độ quân chủ theo kiểu hoàn toàn mới. Đế chế La Mã dưới thời Augustus từng bước thay đổi, âm thầm nhưng chuyển biến mạnh mẽ từng ngày. Trước thời kỳ Augustus lên ngôi, cơ quan nắm quyền lực tối cao tại La Mã cổ đại là Viện Nguyên Lão, tương đương Nghị viện ngày nay. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử biến động, Viện Nguyên Lão vẫn giữ được nguyên vị trí của mình cho đến ngày bị Augustus tiếm quyền. Ở giai đoạn Augustus trị vì, cơ quan này như một tổ chức nằm dưới sự chi phối của ông. Vậy vì hoàng đế này đã làm cách nào để thâu tóm mọi quyền hành trong tay ông và bước lên đỉnh cao mà những người tiền bối chưa bao giờ đạt được? Câu trả lời nằm ở phương thức chinh phục, với vô vàn câu chuyện hào nhoáng được Augustus tung ra để thuyết phục người dân La Mã tin rằng ông không phải kẻ thèm khát quyền lực tuyệt đối. Với tiền bạc và tầm ảnh hưởng có trong tay, Augustus giúp lan rộng câu chuyện về một vị hoàng đế muốn phục hưng, kế tục Cộng hòa La Mã trước kia, đồng thời bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống được lưu truyền qua hàng thế kỷ. Những câu chuyện ca ngợi tài năng của Augustus được một văn sĩ sống cùng thời có tên Virgil ghi lại và viết thành một tập thơ. Bề ngoài nó giống như một tác phẩm kể về những hình ảnh, sự việc khách quan, nhưng thực chất dường như lại ngầm ám chỉ ca ngợi hoàng đế Augustus là hậu duệ của thần thánh. Ngay cả những học giả chuyên nghiên cứu La Mã cổ đại đến nay vẫn tranh cãi nhau về nội dung tập thơ Virgil để lại. Nhưng chí ít nó cũng khiến chúng ta hình dung được Augustus đã dùng thi ca để thuyết phục người dân như thế nào. Quyền lực của ông ẩn sau hệ thống hiến pháp, ông lấy hiệu là Augustus, có nghĩa là cao quý hoặc trầm lặng. Tuy vậy, ông lại nắm quyền kiểm soát mọi khía cạnh của đế chế La Mã,
với quân đội nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của mình. Augustus có một cánh tay phải đắc lực, một vị tướng xuất chúng và trung thành, Marcus Agrippa, để chiến đấu cho ngài. Marcus cũng là người mà Augustus có thể tin tưởng. Chính nhờ sự thông minh và kỹ năng đối nhân xử thế đã giúp Augustus sở hữu cánh tay phải đáng tin cậy, hiệu quả và có năng lực mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng cần có. Có thể coi Augustus sở hữu những phẩm chất tương tự như một CEO. Augustus đã phải điều hành một đế chế rộng lớn, do đó, vị hoàng đế này cần đúng người để giúp mình làm điều đó, những người mà ngài có thể tin tưởng. Augustus cũng có một mạng lưới tình báo và tiêu chuẩn đạo đức khi lãnh đạo. Augustus di chuyển liên tục trong nhiều năm. Vị hoàng đế này không ngồi trong cung điện ở Rome mà liên tục đi lại, xuất hiện trước công chúng và không ngừng tiếp thị bản thân. Hình ảnh của Augustus và gia đình có mặt ở khắp mọi nơi trong đế chế La Mã, từ các đồng xu đến các bức tượng. Ở trong nước, Augustus tiến hành một chương trình tái xây dựng và cải cách xã hội quy mô lớn. La Mã thay ra đổi thịt với những công trình mới ấn tượng. Augustus bảo hộ cho Virgil, Horace và Propertius, những nhà thơ hàng đầu thời bấy giờ. Ông cũng đảm bảo để hình ảnh của ông được quảng bá khắp đế quốc của mình thông qua các bức tượng và hình khắc trên đồng xu. Ở ngoài nước, Augustus lần đầu tiên xây dựng một đội quân thường trực và thi hành một chiến dịch bành trướng mạnh mẽ nhằm tăng cường an ninh, bảo vệ La Mã khỏi những kẻ man dợ bên ngoài biên giới và để bảo vệ nền thái bình. Augustus, hai người con trai riêng của vợ ông là Tiberius và Drusus, đã đảm nhận nhiệm vụ này. Năm 38 trước công nguyên, Augustus đã kết hôn với bà Livia, mẹ đẻ của hai người này. Từ năm 16 trước công nguyên đến năm 6 sau công nguyên, biên giới được củng cố từ sông Rai tới sông Elbe vùng Germania và suốt cả dọc chiều dài sông Danube. Tuy nhiên, Drusus đã chết trong quá trình tiến hành, và trong thảm kịch Verian năm 9 sau công nguyên, ba quân đoàn La Mã đã bị tiêu diệt hoàn toàn tại đây, trên tổng số 28 quân đoàn, khiến người La Mã phải rời bỏ vùng bờ tây sông Rai. Augustus quả quyết muốn trao ngôi cho người có cùng dòng máu, nhưng ông không có con trai, chỉ có một người con gái, Julia, với người vợ đầu. Cháu họ Marcellus và hai người cháu trai thân cận là Gaius và Lucius cũng đã mất trước ông, vì thế ông miễn cưỡng chỉ định Tiberius làm người kế vị. Thảm bại về quân sự, sự mất mát những người cháu trai và một nền kinh tế bất ổn phủ bóng u ám lên những năm cuối cuộc đời Augustus. Ông trở nên độc đoán hơn, đày ải nhà thơ Ovid, năm 8 sau công nguyên, vì đã chế giễu những cải cách về đạo lý của hoàng đế. Augustus qua đời vào ngày 19 tháng 1 năm 14 sau công nguyên. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.